Âm nhạc mỹ hảo thuần chính từ thế giới Phật quốc vang vọng đến nhân gian. Thiên âm tỏa sáng rực rỡ, gột rửa tạp niệm trong tâm. Hy vọng năng lượng thuần tịnh tường hòa của chân thiện nhẫn thông qua âm nhạc đến từ thiên thượng sẽ đưa bạn trở về nơi quê nhà xưa của chốn tâm linh. Các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, chuyên mục Thiên Âm Tịnh Nhạc số 49. Từ biệt năm cũ, đón mừng năm mới. Nhân dịp năm mới đến, tại thời khắc hân hoan này, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến các bạn thính giả của chuyên mục Thiên Âm Tịnh Nhạc. Chúc quý thính giả một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, nhà nhà yên vui. Mở đầu chương trình của hôm nay, mời các bạn thưởng thức ca khúc Tân Niên Hảo. Thay mặt toàn thể đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới, xin gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư Tôn vĩ đại. Cung chúc Sư Tôn một năm mới vui vẻ. Tiếng pháo đón mừng một năm mới đến, tiếng cồng vang vọng khắp nơi, hồng phúc của Đại Pháp truyền rộng khắp thế gian. Tiếp theo đây, mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Nghênh Tân Xuân. Hành thiện tích đức, vinh diệu biết bao. Phật Pháp viên dung, thần thông triển hiện. Nhân gian có chính đạo, thay đổi diện mạo mới. Chúc mừng năm mới các tường như ý. Tiếp theo đây, mời các bạn thưởng thức ca khúc Từ Cụ Nghênh Tân Niên. Chân thiện nhẫn, hòa vào tâm hồn con người. từ biệt năm cũ, đón mừng năm mới. Đại Pháp phổ truyền chính đạo trên thế gian. Vạn sự hanh thông, đắc phúc âm. Đến với tiết mục cuối cùng của hôm nay, mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm Mai Khai Xuân Mãn Đình. Các bạn thính giả đang nghe chương trình phát thanh Minh Huệ thân mến. Hy vọng thiên âm thuần chính mỹ hảo có thể khiến con người tỉnh giấc trong cõi mê trần thế, giải thoát khỏi danh lợi tranh đấu, nỗi khổ mê man, tìm lại ký ức xa xưa thuộc về chính bạn, phản bổn quy chân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ ngày hôm nay. Thiên âm tịnh nhạc.